cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa ban hành công điện về việc rút lệnh báo động 3 trên tuyến đê tả sông Hồng kể từ 8 giờ ngày 13 tháng 9 năm 2024. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên điện, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Văn Giang, Khói Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên, các sở ngành, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, công thương, lao động, thương binh và xã hội, y tế, kế hoạch và đầu tư, thông tin và truyền thông, tài nguyên và môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Hưng Yên, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, Công ty Điện lực Hưng Yên, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên. Mực nước trên sông Hồng hồi 7 giờ ngày 13 tháng 9 năm 2024 tại trạm thủy văn thành phố Hưng Yên là 6,86 m, dưới báo động 3 là 14 cm. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên rút lệnh báo động 3 trên tuyến đê tả sông Hồng kể từ 8 giờ 00 phút ngày 13 tháng 9 năm 2024. Yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Văn Giang, Khói Châu, Kim Động, thành phố Hưng Yên và các sở ngành nêu trên thực hiện những nội dung sau. Duy trì việc canh gác đê theo cấp báo động, không được chủ quan, đề phòng diễn biến mưa lũ còn phức tạp. Kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố đê kè cống khi nước rút, đặc biệt chú ý kiểm tra các tuyến kè bờ sông có diễn biến sạt lở. Thường xuyên cập nhật thông tin và báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh qua Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 12 đến 24 giờ tới, lũ trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục xuống dưới mức báo động 1, sông Lô tại Tuyên Quang và Vũ Quang sẽ xuống mức báo động 1, sông Cầu sẽ xuống chậm nhưng vẫn trên mức báo động 3, sông Thương sẽ xuống chậm nhưng vẫn trên mức báo động 3, sông Lục Nam sẽ xuống chậm nhưng vẫn trên mức báo động 3, sông Thái Bình sẽ biến đổi chậm ở trên mức báo động 3. Sông Hoàng Long sẽ xuống chậm ở trên mức báo động 3, sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục xuống dưới mức báo động 2 và trên báo động 1. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong 24 giờ tới, mực nước nhiều trạm hạ lưu hệ thống sông Hồng Thái Bình có xu thế biến đổi chậm, phổ biến ở mức cao từ báo động 3 trên đến mức báo động 3, cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm. Theo các chuyên gia, quá trình thoát lũ, giảm lũ trên hệ thống sông Hồng có khả năng diễn ra chậm nên tình trạng ngập ở các khu vực ven sông bãi bồi trong những ngày tới còn diễn ra nhiều ngày tại các vùng trũng, vùng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính tại các tỉnh, thành phố Hà Nội, Bắc Giang, Thái Nguyên, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương. Mực nước lũ lên cao kéo dài nhiều có thể gây tràn vỡ các đê bối ven sông, sạt lở đê kè có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các vị trí sung yếu ven sông thuộc các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình. Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ. Miền Bắc trời hưởng nắng, mực nước trên các sông giảm chậm, nhưng nhiều nơi vẫn ở mức báo động 3. Tâm mưa lớn dịch chuyển vào phía Nam, các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm qua đến sáng sớm nay 13 tháng 9, ở khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 12 tháng 9 đến 3 giờ ngày 13 tháng 9 có nơi trên 40mm như Bình Cảng, Hòa Bình 76,8mm, Phú Lãm, Hà Nội 40,4mm, Hiền Trung, Thanh Hóa 69,8mm, Ba Nam, Quảng Ngãi 107mm, Bồng Sơn, Bình Định 82,5mm, Đắk Tơ Lung, Kon Tum 102,2mm, Mỹ Đức, Lâm Đồng 77,8mm. Từ ngày 13 tháng 9 đến đêm 14 tháng 9, ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa vừa mưa to và dông cục bộ, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Ngoài ra,
ngày và đêm 13 tháng 9, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cảnh báo, ngày và đêm 15 tháng 9, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, trong 24 giờ tới, mực nước nhiều trạm hạ lưu hệ thống sông Hồng, Thái Bình có thể có xu thế đổi chậm, phổ biến ở mức cao từ báo động 2, báo động 3, có nơi trên mức báo động 3. Quá trình thoát lũ, giảm lũ trên hệ thống sông Hồng có khả năng diễn ra chậm nên tình trạng ngập còn diễn ra nhiều tại các vùng trũng, vùng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính tại các tỉnh thành phố như Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương. Mực nước lũ lên cao, kéo dài nhiều ngày, có thể gây tràn vỡ các đê bối ven sông, sạt lở đê kè, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các vị trí sung yếu ven sông thuộc các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ https://luquetsatlo và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Dự báo chi tiết các khu vực ngày 13 tháng 9, Hà Nội có mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Đà Nẵng, Bình Thuận, từ chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Tây Nguyên, từ chiều có mưa vừa mưa to, dông cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 30 độ.